Câu chuyện Trượt vỏ chuối, trích trong tập Món quà của yêu thương, những câu chuyện kể về kỹ năng sống cho trẻ. Bé Miu là một cô bé rất xinh đẹp. Trong nhà ai cũng yêu cô bé vì cô bé có nụ cười rất duyên dáng. Khi cô bé cười như tỏa ra những tia nắng ấm áp, ai gặp cô bé cũng đều cảm thấy yêu. Chính vì được yêu thương nên mẹ của Miu luôn chiều chuộng Miu. Mẹ mua cho Miu rất là nhiều đồ chơi khi cô bé muốn. Mỗi khi ở trường cô bé được tham gia văn nghệ múa hát là mẹ rất tự hào. Ở trường Miu dạy cô giáo, Miu được cô giáo dạy rất nhiều điều. Cô luôn nhắc nhở các bạn trong lớp và cả Miu nữa là phải bỏ rác đúng nơi quy định để giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường. Nhưng vì vốn ở nhà được mẹ cưng chiều, mẹ làm mọi thứ cho Mi, nên đến vỏ hộp sữa Miu uống, vỏ kẹo Miu ăn đều mẹ đều bỏ thùng rác giúp Miu. Điều đó dù có rất nhiều lần mẹ cũng tỏ ra bực bội vì sự lười biếng của Miu, nhưng Miu cứ khóc nhè lên, mẹ lại thua cuộc và làm thay cho Miu. Từ đó Miu có thói quen bừa bãi những rác thải như vỏ trái cây, bánh kẹo, tiền tây đâu là Miu vứt ra đó. Miu chẳng quan tâm vì sẽ có mẹ gom giúp Miu. Chỉ cần Miu hát hay múa giỏi là mẹ vui lòng rồi. Một hôm lớp học của Miu, cô giáo Hoa Hồng nhắc cả lớp trong giờ ăn cơm xong. Hôm nay lớp chúng ta ăn tráng miệng buổi trưa là chuối cau. Khi ăn chuối xong các con phải nhớ bỏ rác, vỏ chuối vào thùng rác nha. Các con nhớ nhé. Dạ, cả lớp trả lời thật to rõ. Cô giáo Hoa Hồng chúc các bạn ăn ngon miệng. Sau khi ăn xong, Miu được ăn chuối. Miu thích lắm nên muốn ăn hai quả. Miu nói với cô giáo: con thích ăn chuối, con sẽ ăn hai quả nha cô. À, ăn xong thì con nhớ bỏ chuối vào thùng. Vào đâu nè? Dạ, thùng rác. Vậy mà vừa ăn xong, vừa ăn vừa nói chuyện với các bạn cùng bàn, Miu quên mất lời cô giáo dặn. Tiện tay Miu vứt vỏ chuối xuống dưới bàn. Một lát sau, cả lớp ăn cơm xong, đến phần trực nhật của các bạn tổ 1. Khi các bạn đang phụ cô dọn dẹp bàn ghế thì bỗng: à, té mất rồi. Bạn Nô bị té rồi cô ơi, các bạn kêu lên. Cô giáo Hoa Hồng đến bên cạnh Nô, đỡ Nô lên và hỏi: Sao con té vậy? Dạ, con bị trượt vỏ chuối, không biết bạn nào ăn và để vỏ chuối rơi ở đây đó cô. Cô giáo liền nhớ ra chỗ ngồi này là của bạn Miu. Cô gọi lên Miu lên hỏi: lúc nãy ăn chuối xong con có bỏ vỏ vào thùng rác không? Dạ, con quên, con xin lỗi. Con thấy chưa, vỏ chuối của con, vì vỏ chuối của con mà bạn Nô bị té rồi, u đầu rồi kìa. Con nghĩ sao về hậu quả của việc xả rác bừa bãi của mình nào? Dạ, đã làm bạn trượt té. Còn gì nữa không? Dạ, mất làm mất vệ sinh lớp học. Con nên biết tập cho mình thói quen văn minh, lịch sự mới là bé ngoan bé giỏi. Ở đâu cũng vậy, trong nhà, lớp học, sân trường hay công viên, siêu thị, xả rác bừa bãi là hành vi xấu, con biết không? Các bạn trong lớp đều nghe lời cô giáo nói với Miu. Các bạn đồng thanh nói: không xả rác bừa bãi mới là học sinh ngoan. Nói rồi cả lớp cùng cô dọn dẹp bàn ghế, vệ sinh, nhà ăn. Xong việc, các bạn lại đi đánh răng, rửa mặt, cùng cô giáo sắp xếp chuẩn bị cho giấc ngủ buổi trưa ở trường. Còn Miu kể từ hôm đó, cô bé luôn tự giác làm mọi việc. Cô bé không còn đợi ai làm thay cho nữa. Mẹ của Miu rất vui gặp cô giáo Hoa Hồng. Mẹ nói lời cảm ơn, nhờ cô giáo dạy bảo mà bé Miu càng ngày càng ngoan hơn rất nhiều. Các bé ơi, vì sao bạn Nô bị té vậy? Qua câu chuyện này bé rút ra bài học gì cho mình? Hãy nói cho các bạn của mình cùng nghe về việc bỏ rác đúng nơi quy định nè, để mỗi chúng ta đều chung tay bảo vệ môi trường, góp phần làm trái đất này thêm xanh tươi nha. Cô chào tạm biệt các bạn, và lần sau cô sẽ đọc tiếp câu chuyện
đi xe máy cùng mẹ cho các bạn cùng nghe nè. Các bạn cùng đợi cô nha.